Cách bờ chỉ khoảng 1 cây số, vùng biển huyện Thạch Hà lúc nào cũng chật kín các loại tàu giã cào hoạt động. Công suất máy từ 90 cv trở lên, những con tàu này được nhà nước hỗ trợ nhiều chính sách để vươn khơi bám biển, đánh bắt xa bờ. Thế nhưng bất chấp lệnh cấm đánh bắt vùng biển gần bờ và vùng lộng của Tổng cục Thủy sản, những mẻ lưới vẫn được các chủ tàu răng ra cách bờ một quãng ngắn. Biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, nên những con tàu này cũng có nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích. Như quý vị có thể thấy thì những chiếc tàu này hoàn toàn không có biển số theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, cũng đồng nghĩa với việc là chẳng ai có thể biết là tàu này của tỉnh nào để có thể kiểm tra xử lý trước cái tình trạng vi phạm khi mà những cái tàu lớn như thế này lại đánh cá ở ngay cái vùng biển sát bờ, cách bờ chỉ khoảng 1-2 hải lý thôi. Trên mặt nước, tàu tăng hết ga, dây thừng căng hết cỡ. Dưới biển, hàng trăm mét lưới cào sát tận đáy, không bỏ sót bất cứ một loại sinh vật biển nào, dù lớn hay nhỏ. Không chỉ dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt gần bờ, dễ dàng quan sát thấy mỗi chiếc tàu giã cào ngoài 2 dây chính kéo lưới còn có 1 sợi dây nhỏ dòng xuống biển. Đây là dây dẫn xung điện nối với lưới. Cá trong bán kính vài chục mét quanh tàu sẽ bị tê liệt, dễ dàng đánh bắt. Bất lực nhìn tàu giã cào hoành hành, nhiều năm nay những người đánh cá ven bờ như ông Đệ đi biển cả ngày cũng chẳng đủ nuôi sống gia đình. Ven bờ lồng này thì chắc chắn là nó đánh điện thì cả con cá, cái môi trường của con cá nó vào nó đồng điện thì nó cũng rái hoặc là nó khai thác bừa bãi quá. Dù đồn biên phòng cửa sót thường xuyên kiểm tra các tàu ra vào cảng, thậm chí xem xét kỹ từng mét lưới xem có nối dây điện hay không. Thế nhưng bằng nhiều thủ đoạn cất giấu tinh vi, những chiếc máy kích điện 3 pha như thế này vẫn được các chủ tàu lén lút đưa ra biển. Khi được nối với động cơ máy nổ, mỗi chiếc máy kích điện phát ra dòng điện 3 pha 380V qua hàng trăm mét dây dẫn chạy vòng quanh lưới. Tàu kéo đến đâu, cá lớn tê liệt đến đó, còn cá nhỏ thì chết ngay lập tức. Để đánh bắt thủy sản bằng các cái dụng cụ kích điện thì các đối tượng là thường là sử dụng các cái thuyền nhỏ, rồi đi cảnh bị tinh ý thì đưa ra ngoài trước, sau đó là đi thuyền không ra, rồi sau đó ra ngoài thì lắp đặt vào, rồi khi mà đánh bắt xong thì lại sẽ một thuyền ở lại và bỏ các dụng cụ kích điện tập trung vào một thuyền, còn lại cả cái thuyền kia vào để bán cá. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 4 cuộc tuần tra, phát hiện 9 trường hợp vi phạm, tịch thu 17 bộ kích điện, 3 tàu giã cào vi phạm tuyến khai thác vùng biển ven bờ. Tuy nhiên, với đường bờ biển dài 137 km, trong khi lực lượng chức năng quá mỏng, thiếu phương tiện tuần tra, nên các tàu giã cào của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi vẫn ngang nhiên lộng hành, tàn phá hệ sinh thái ven bờ ở vùng biển này. Bức tranh toàn cảnh về những công nghệ tận diệt hải sản cũng như là câu chuyện buồn của những ngư dân làm nghề chài lưới ven biển Hà Tĩnh sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiêu điểm của Chuyển động 24 giờ trưa ngày mai. Mời quý vị chú ý theo dõi.